Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu sen giúp chân cao dậy ngang ra. Chỉ thấy mặt không thể chạm là cũng không hồi đáp. Nhìn không thể giảm cũng cách không hồi đáp. Toàn mặt anh đang cao vì luôn dậy đứng được phút chạm. Chính bằng người biển cảnh do chính bản thân suy nghĩ những lòng tăng của lại này.
Chim.
em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn để anh ôm lấy em và nói không hứa hãy nín đi được không. Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kia chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào anh nhé, nghe anh một lần thôi, mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ bình yên, đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đâu anh vẫn xin chấp nhận. Sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày.
đâu hay biết. Và có người đứng chờ đợi em tới chiều khuya, chỉ để quay tầm đêm, chỉ biết rằng em đang bằng lòng phụ nữ kia. Cùng một không nhìn, những cảm xúc bây giờ dần trở nên vô quỳnh. Đường trên trong tình chỉ là mỗi không nhìn, em đang được em và đô thầy. Ở trong thành phố, lòng anh cố gắng thấy kiếm cô được khép cô. Bây giờ là 4 giờ sáng, cà phê đặt hồ cùng người Basto. Anh thật sống trong tim em, hôm qua thời hạn nhưng rồi phải ra đi. Thành phố hồi đó, có chạy chó và em cũng hơn cả Fred Chris. Anh cũng chỉ nghĩ về những thứ mơ mộng thôi, cho biết thực tế khác xa vời vợi rồi. Con trai rõ mình đã nhớ em được bao nhiêu đêm, nhưng ít nhiều chuyện anh cũng đã từng là một người. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh em nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng ở phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn đau. Sao mình phải kết thúc rồi hai người ai có ý riêng, tình mình còn đang ngập nên sao vội buông tay ôm muộn phiền. Còn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh. Mình anh ngồi yêu quạnh, chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay, sao mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, tình mình còn mang ngập đêm sao vội buông tay ôm buồn phiền. Toàn đường anh đi sau đó chẳng có em. Sau lưng em vẫn là anh dõi theo mỗi ngày, dù thời gian mình cũng rời đôi cánh tay lâu rồi, chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi em phải vui bên người. Thì trên đôi môi anh mơ đôi mình có thể hạnh phúc đã vỡ tan.
đã đến em. Thế nhưng người chỉ chào anh lại rồi trả. Thế thu ngỡ ngàng dẫu còn đang thể càng phải an. Nhưng anh chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần. Thì thôi mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Thank you.
Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lời yêu đó lúc trước đã có rối ràng,
sâu. Yêu ta